Em xin gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập cá nhân của em, cực kỳ là đẹp, mang thương hiệu Juvenia. Đây là một trong những cái thương hiệu hoàng gia và có một cái nét vintage rất là cao. Chiếc đồng hồ này thì độ mỏng hoàn hảo anh em ạ, với một cái thiết kế dáng tròn vintage, với size mặt lên tới 36mm, 4 chân càng làm kiểu càng gãy cực kỳ cổ điển. Một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng rất là sang trọng, và khung vỏ bọc vàng toàn thân anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì là một trong những chiếc đồng hồ em rất là thích trong bộ sưu tập cá nhân của em. Đáy được triện những cái thông số vàng rất là đẹp, và Juvenia thương hiệu cũng như là mã số của chiếc đồng hồ này. Và chiếc đồng hồ Juvenia này thì em đang giao lưu là 5.800.000 đồng. Anh em nào yêu thích thì hãy nhanh tay gọi điện để chốt được chiếc Juvenia này. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video.